là Hồng Ân. Mến chào cả nhà. Một năm vừa qua chắc hẳn là một năm đầy thăng trầm đối với nhóm và các thành viên của gia đình sinh viên Tông Ma Thiện. Tạ ơn Chúa vì đã cho nhóm luôn bình an và phát triển đến ngày hôm nay. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ ban ơn lành của Ngài xuống cho các thành viên trong gia đình sinh viên Tông Ma Thiện. Cầu chúc cho các thành viên một năm học mới được mạnh khỏe và bình an. Giờ đây, xin mời mọi người cùng nhau nhìn lại hành trình mà chúng mình đã cùng nhau đi qua trong suốt một năm vừa rồi. Chung câu hát với trái tim luôn đong đầy niềm tin luôn hy vọng, nào cùng ra đi chung xây cuộc đời thắm tươi. Có Chúa bước bên ta, đừng ngại ngần chi vì đã có Ngài đưa lối. Có Chúa ta lo lắng chi vì một tương lai quyết dâng thân hồng hành. Sinh viên Tô Ma Thiên luôn tràn hoa niềm tin yêu đi khắp nơi và cho muôn người. Sinh viên Tô Ma Thiên đem ánh sáng tương lai với lòng hăng hái quyết chung tay xây dựng ngày mai. Tô Ma Thiên yêu thương. Trao niềm tin và tinh thần vững vàng, cùng vươn lên quyết chí xây cuộc đời mai sau. Có Chúa bước bên ta, đừng ngại ngần chi vì đã có Ngài đưa lối. Có Chúa ta lo lắng chi vì một tương lai quyết dân thân hồng hành. Sinh viên Tô Ma Thiên luôn tràn hoa yêu thương, mang niềm tin yêu đi khắp nơi và cho muôn người. Sinh viên Tô Ma Thiên đem ánh sáng tương lai với lòng hăng hái quyết chung tay xây dựng ngày mai. Tô Ma Thiên yêu thương. Sinh viên Tô Ma Thiên luôn tràn hoa yêu thương, mang niềm tin yêu đi khắp nơi và cho muôn người. Sinh viên Tô Ma Thiên đem ánh sáng tương lai với lòng hăng hái quyết chung tay xây dựng ngày mai. Sinh viên Tô Ma Thiên luôn tràn hoa yêu thương, mang niềm tin yêu đi khắp nơi và cho muôn người. Và cuối cùng, không chỉ là một năm, mà là biết bao thế hệ sinh viên Tô Ma Thiện đã đi qua, chúng ta vẫn thầm biết ơn các vị đã đồng hành và hỗ trợ nhóm. Có cha Linh Hướng, sơ đồng hành, quý cô chú doanh nhân công giáo, quý anh chị CAC, quý ân nhân, quý anh chị đồng hành, các anh chị cựu và đặc biệt là các thành viên Tô Ma Thiện đã công tác cùng nhóm để đi đến được ngày hôm nay, một gia đình Tô Ma Thiện đầy yêu thương. Sau hết, cầu chúc quý vị và tất cả mọi người luôn tràn đầy hồng ân Chúa.